Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra mấy cái các tầng khác như là tầng down và tầng cervix, và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sâu hơn về mấy cái beam mà vừa nãy tôi đã hướng dẫn các bạn khởi tạo trong cái file Departure 7S. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi tạo ra một cái bài kịch nữa. Này tôi sẽ chọn về chuyển về cái Java CUI cho nó dễ nhìn. Rồi tôi sẽ đi tạo ra một cái bài kịch nữa. Con chấm demo chấm dao rồi tôi cho finish, rồi tôi tạo thêm cái bài kịch nữa, con chấm demo chấm dao chấm vnpn. Rồi trong cái bài kịch con chấm demo chấm dao này tôi sẽ tạo ra một cái interface, chẳng hạn như bây giờ thì tôi muốn thao tác đến cái table role này. Rồi này cho nó đơn giản nhất thì tôi sẽ thực hiện cái ví dụ đơn giản nhất. Thì bây giờ tôi sẽ có một cái interface là role DL. Tôi thêm cái chữ gì ở trước đây. Mình tôi bỏ đi cũng được. Thường thường thì người ta sẽ thêm cái chữ y ở trước để người ta phân biệt nó là cái interface. Và cái này tôi bỏ đi cũng được. Để cho finish. Rồi trong hàng này tôi sẽ có một cái phương thức là public trả về cái nick rồi tôi sẽ có cái phương thức file on, tôi sẽ import cái Java GPU và cái role của cái máy kịch là com chấm demo chấm et. Rồi tiếp theo thì ở bên cái máy kịch com chấm demo chấm vnpn thì tôi sẽ tạo ra một cái class là role down vnpn, và tôi sẽ cho nó enable từ cái interface là role down. Rồi tôi import cho, rồi tôi cũng add an enable method. Rồi trên này thì tôi sẽ có một cái annotation là a còng repository. Rồi tôi import nó rồi. Rồi ở trên này tôi sẽ cho nó cái giá trị là role down như vậy. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ đi khai báo một cái biến private section factory. Rồi tôi sẽ import rồi. Rồi trên này tôi sẽ thêm cho nó cái annotation là auto white, và tôi cũng import nó rồi. Thì khi mà tôi khai báo một cái đối tượng, ví dụ như cái đối tượng section factory, và tôi thêm cái annotation auto white như vậy, thì nó sẽ tự động chương trình thằng Bing Bing Quark nó sẽ tự động khởi tạo cái biến section factory cho chúng ta. Thay vì bình thường thì chúng ta phải ví dụ chúng ta phải new ra section bằng rồi new ra cái gì gì đó, new ra cái instance của nó đúng không, thì nó mới khởi tạo ra cái đối tượng cho các bạn để các bạn xài. Thì còn trong trường hợp mà sử dụng ring thì chúng ta sẽ sử dụng với cái annotation auto white này, chúng ta sẽ khai báo như vậy và nó sẽ tự khởi động khởi tạo cho chúng ta. Thì cái bin của chúng ta đã vừa nãy thì ở trong cái file file này cái Departure 7S thì tôi đã khởi tạo đó, khai báo một cái bin có cái ID bằng Session Factory như vậy đó. Thì nó sẽ chương trình link nó sẽ tự động nó ngoát cho đây và nó sẽ khởi tạo ra cho ra cái đối tượng Session Factory để chúng ta sử dụng. Rồi, vừa nãy thì ở trong mấy cái file Hyperlay Competition thì chúng ta mấy cái thuộc cái property này thì chúng ta đã config ở trong cái file Departure 7S rồi, thì nên là mấy cái property này chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta không cần nữa, chúng ta remove đi. Đó, thì bây giờ cái file Hyperlay Configuration nó sẽ như vậy. Rồi tiếp theo thì ở trong cái hàm file này tôi sẽ đi viết code để mà chúng ta tương tác, chúng ta đọc cái dữ liệu từ cái table role name. Thì chúng ta đầu tiên thì tôi sẽ khởi tạo một cái biến là nick role. Tôi sẽ coi tạo ra cái biến đầu tiên là gì ra bằng luôn
Rồi tôi sẽ có cái biến là section. Section factory chấm open section. Rồi cũng import cái này rồi. Tiếp theo thì tôi có cái khởi tạo ra một cái biến là transaction. Rồi tôi cũng import nó rồi. Rồi tôi cũng có cái khối là try get. Rồi tôi sẽ cá nhân chịu cho cái trang sản là bằng section chấm đi kiếm chứ trang sản. Rồi theo là trang sản chấm commit. Sau khi mà chúng ta đây thì chúng ta sẽ thực hiện mấy cái câu query ở đây, thực hiện mấy cái thao tác như là query data ở đây. Rồi sau đó sau khi mà chúng ta thực hiện query xong thì nếu mà success thì chúng ta sẽ gọi transaction chấm commit, còn nếu mà chẳng hạn như là gọi exception thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có cái if kiểm tra là nếu mà cái trang transaction này nó mà khác null. Thì chúng ta sẽ gọi transaction chấm rollback. Rollback này có nghĩa là các bạn cứ hiểu là nó sẽ revert lại cái data của chúng ta như ban đầu. Ví dụ như chúng ta thao tác với database mà chẳng hạn như chúng ta đang update một cái record nào đó trong database mà nó bị lỗi. Thì bây giờ chương trình nó phải revert lại cái data này như ban đầu. Thì đó, các bạn cứ hiểu đơn giản là nó revert lại cái data của chúng ta, hoặc là mấy cái biến này trang thức sẵn này nó sẽ revert lại hết. Rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái query như sau. Thì tôi sẽ có cái design thì sẽ bằng section chấm relay query. Thì tôi sẽ có cái câu query là form cái table của tôi là role, thì tôi sẽ form role như vậy. Rồi tôi sẽ chấm meet. Đó. Rồi nó báo có cái dấu hover rồi mấy cái dấu bằng vàng, thì nó thì tôi sẽ chọn vô add account span warning như vậy. Cái này thì nó chỉ gọi là cảnh báo chúng ta thôi, thì nó sẽ thêm cho chúng ta cái annotation như vậy. Rồi đây khi mà chẳng hạn như mà nó bị exception thì tôi sẽ cho nó cái design là bằng set cho nó bằng null. Đó. Rồi cuối cùng thì tôi thêm cho nó một cái khối là finally. Đó, thì tôi sẽ gọi là session.close để nó đóng cái session này. Rồi cái return này tôi sẽ return về là design. Rồi tôi cho sạch. Nên là cái table role này tôi cũng cho sạch. Rồi như vậy là tôi đã viết code cho cái hàm file on để mà đọc lấy hết mấy cái danh sách role từ đây, cái table role lên như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra thêm cái bucket kịch cho cái tầng service. Tôi sẽ tạo ra cái bucket kịch com.demo.service. Thì tôi cũng tạo ra một cái bài kịch nữa, com.demo.service.inpn. Rồi trong cái bài kịch com.demo.service này thì tôi sẽ tạo ra một cái interface là role service. Rồi trong cái role service này tôi cũng có cái hàm là file on này. Tôi sẽ copy ở bên cái role down này qua. Rồi tiếp theo thì ở trong cái package là com.demo.service.inpn thì tôi sẽ tạo ra một cái class này, role service.inpn.
và tôi cũng cho nó enablement từ cái role service. Rồi trên này thì tôi sẽ cho nó cái annotation a còng service. Và đây tôi sẽ cho nó cái giá trị là role service như vậy. Rồi tôi sẽ thêm cho nó a còng là transactional. Rồi tiếp theo ở đây thì tôi sẽ phải tạo ra một cái biến role down. Như vậy rồi tôi cũng import nó rồi. Rồi trên này tôi cũng thêm cho nó cái annotation a còng auto y tương tự như cái này. Rồi trong cái hàm file on này thì tôi sẽ return về cái drone down chấm file on đó. Cái chỗ này thì tương tự như cái đối tượng section vừa nãy, khi mà tôi thêm cho cái annotation a còng annotation như vậy thì nó sẽ tự động nó sẽ khởi tạo ra cái đối tượng rolldown empn. Khi tôi khai báo như vậy thì nó sẽ khởi tạo ra cái đối tượng rolldown empn và nó sẽ gọi được cái hàm file on, nó sẽ lấy data ra và nó trả về cho hàm file on như vậy. Rồi tiếp theo thì ở trên cái chrome admin controller thì tôi sẽ đi gọi nó ra và lấy dữ liệu. Thì tôi sẽ gọi cái tôi sẽ có cái private, tôi sẽ khởi tạo ra cái đối tượng là role service. Rồi tôi cũng import nó rồi. Rồi tôi cũng thêm cho nó cái annotation account auto white. Rồi ở trong này trong cái hàm index này, đầu tiên thì tôi sẽ check ví dụ như là if nếu mà null mà khác so với cái role service .file on và không khác role service .file on này và .sai đó thì tôi sẽ index console. Bây giờ tôi sẽ xuống cái lệnh system out để mà in ra nè. Chẳng hạn là total size of table role y. Rồi cộng với lại cái role file on chúng size như vậy. Rồi cái trường hợp được L ngược lại, tức là nó là bằng null hoặc empty, thì tôi sẽ system out ra nè. Chẳng hạn như là không có cái phần tử nào, chẳng hạn như don't have any item in table role chẳng hạn. Rồi cũng cho sạch. Rồi bây giờ thì tương tự thì tôi cũng đi build lại cái cục qua. Rồi nó đã build success, bây giờ tôi sẽ run lại cái đầu z. Rồi cái đầu z của tôi đã chạy lên như vậy. Bây giờ tôi cũng dùng cái trang admin. Đó, thì nó cũng hiện lên cái trang admin. Bây giờ tôi sẽ đi do cái console. Console thì nó báo này là don't have any item in table role, bởi vì trong cái table role hiện tại nó chưa có cái bất kỳ một cái decor nào. Bây giờ chẳng hạn như là tôi thêm cho nó một cái insert cho nó một cái decor chẳng hạn như là role super admin đi. Rồi còn cái decor thứ hai tôi sẽ cho nó cái role admin. Rồi tôi đi cho go. Đó thì bây giờ nó có hai cái decor như vậy.
Bây giờ chẳng hạn như tôi click cho reset lại cái trình duyệt đi. Rồi tôi click cho console thì bây giờ nó báo là total size of tableton là 2 phần tử như vậy. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn connect đến cái database MySQL của tôi. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi. Thì ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi làm cái chức năng như là VA update hoặc là init rồi show data lên cái trang UI. Thì tôi sẽ ở cái buổi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tương tác với cái bảng rollup chẳng hạn. Chúng ta sẽ thêm xóa sửa cập nhật cái bảng rollup này. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các bảng tiếp theo. Thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở buổi tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm demo với cái table rollup này.